xuất hiện sinh vật bí ẩn trên sông khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Mới đây, một số du khách trong lúc đang tham quan xung quanh khu vực sông Thames ở Anh đã vô tình quay được khoảnh khắc xuất hiện của một sinh vật bí ẩn. Đoạn clip đầu tiên cho thấy sinh vật này có kích thước khá to lớn với chiếc bóng dài ngoằn ẩn dưới dòng nước. Nó di chuyển rất nhẹ nhàng và chỉ để nổi một phần vây lên trên trong vài giây rồi nhanh chóng ngụp lặn ẩn mình xuống dòng sông. Sau khi đoạn video được đăng tải thì bất ngờ xuất hiện thêm một đoạn clip thứ hai về sinh vật bí ẩn này cũng được quay tại chính con sông Thames đã khiến người xem không khỏi hoang mang. Đoạn clip thứ hai được quay từ một góc trên cao khi đang giám sát công trình bên dưới, con vật đã vô tình lọt vào máy ảnh điện thoại của một công nhân. Có thể thấy phần nổi lên của con vật trông như phần lưng của một con khủng long cổ đại. Chỉ một chớp mắt nó đã nhanh chóng lặn xuống mất tăm, chỉ để lại bóng lưng to lớn vĩ đại. Hai đoạn clip trên đã khiến cho nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một con thủy quái đang ẩn mình dưới dòng sông. Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng đây chính là con cá heo từng bơi lạc vào dòng sông này vào năm 2006. Các nhà chức trách địa phương cũng đã cử người tìm kiếm dọc theo dòng sông. Thế nhưng chiến dịch đã nhanh chóng kết thúc vì không tìm được bất cứ dấu vết nào của nó cả. Còn các bạn khán giả của Tình Bà Phúc Bí Ẩn cho rằng sinh vật bí ẩn trên thuộc giống loài nào? Hãy cùng để lại bình luận bên dưới video cho chúng tôi biết nha! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tình Bà Phúc Bí Ẩn là một kênh thuộc hệ thống của Tình Bà Phúc chuyên về các chủ đề bí ẩn tâm linh. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm các clip ly kỳ hấp dẫn mỗi ngày.